Bún đậu review xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là hai hộp thủy tinh, một bên chứa siêu nhiều rán và một bên chứa cả đàn kiến hung hãn. Ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi nên hôm nay anh Tây Ba Lô sẽ mang cả hai ra tổ chức cuộc thi giữa các chiến binh. Loài rán này khá thông minh, tuy chúng không thể di chuyển trên bề mặt kính dựng đứng, nhưng chúng biết men theo nơi có chất bịt kín trong hộp để tẩu thoát ra phía ngoài. Những con kiến bên này có tinh thần đoàn kết cao hơn, chúng có thể cùng nhau tạo thành cả một ngọn núi kiến chứ chẳng đùa. Để kiểm tra sự thèm ăn của chúng, anh Tây Ba Lô đã chia quả trứng cút này làm đôi, rồi cho vào cả hai bên, quan sát xem bên nào sẽ giành giải ở cuộc thi đầu tiên này nhé. Những con rán nhanh chóng tiếp cận, cùng nhau tận hưởng nửa quả trứng thơm ngon, còn bên đàn kiến lại phớt lờ món ngon này, có vẻ như việc làm chúng thích thú bây giờ là đi xây kim tự tháp cơ. Phải di rời quả trứng này đến chỗ tập hợp đông hơn của bọn kiến, xem kết quả có tiến triển hơn không nhé. Trong khi bên kia lũ rán tranh giành từng miếng ăn, chúng liên tục hất đồng bọn ra để chiếm lấy từng miếng mồi, thì lũ kiến đã vẽ ra một bản đồ. Rán có vẻ thích món này hơn, chỉ trong vài giờ mà gần như chúng đã chén hết nửa quả trứng, bên đàn kiến thì cũng đã vơi đi, nhưng tốc độ thì chả thể nào theo kịp. Giờ cho thử một con rán vào trong hộp chứa kiến xem phản ứng ra sao nhé, liệu bọn chúng có xé xác con rán này ra để mở party không nhỉ? Đầu tiên là tóm được chân của con rán, những con kiến này tuy nhỏ bé nhưng vết cắn của chúng cực thốn, chúng còn có khả năng phun ra cả axit gây bỏng nhẹ nữa, thật đáng gờm mà. Ngay cả khi con rán bị lật ngửa mình, chống trả một cách vô vọng, thì lũ kiến cũng không buông tha. Giờ thử đặt vào hai bên một ít nước ngọt xem sao nào. Ồ, những con rán không những uống, mà thậm chí còn nhảy vào bơi luôn các bạn ạ. Bên này lũ kiến cũng không kém cạnh, nhưng tốc độ xử lý của chúng chênh lệch khá nhiều. Những con rán chỉ mất 20 phút đã dọn sạch sẽ chén nước ngọt thơm ngon này, còn bên lũ kiến cần đến 1 giờ 15 phút mới hoàn toàn uống cạn. Giờ chúng ta cùng chọn ra mỗi bên một thí sinh ưu tú, cho chúng đối kháng với nhau thử xem bên nào sẽ giành chiến thắng nhé. Ngay lập tức con kiến đã lao vào chơi trò đuổi bắt vớ con rán tội nghiệp, con rán rất nhanh đã bị đối thủ hạ đo ván, làm ngửa bụng lên trần nhà luôn rồi nè, chưa dừng lại ở đó màn rượt đuổi vẫn đang được diễn ra cực kỳ kịch tính. Nhưng về cơ bản chúng ta đều có thể nhìn ra, trong trận đấu 1-1 này, con kiến chắc chắn đã trở thành người chiến thắng. Vậy nếu chúng ta đưa chuối cho chúng thì sao nhỉ, chỉ cắt một khoanh nhỏ và chia làm đôi mỗi bên một nửa, chiến đi nào. Tốc độ ăn của lũ rán này quả thật đáng ngạc nhiên, chỉ cần 10 phút là bay màu nửa miếng chuối rồi, với 10 phút đó thậm chí lũ kiến còn chưa xử lý xong 1/4 ấy chứ, chúng ăn rất chậm rãi. Về tốc độ ăn thì kiến thua rán, nhưng so với độ hiếu chiến và máu lửa thì lũ kiến rõ ràng ăn đứt. Để kiểm tra điều đó anh đã thả thử 3 con kiến vào đối đầu với hàng trăm con rán, để xem chúng còn hổ báo nổi nữa không. Tuy với số lượng rán nhiều như vậy, kiến vẫn chẳng sợ hãi, mà dí theo tóm lấy chân của mấy con rán, không hổ danh chiến thần mà. Giờ thì cho mỗi bên thêm một miếng gà nhỏ nữa, lũ kiến có vẻ thích thịt hơn, chúng bao quanh lấy miếng thịt, trông đen thui, nhìn vào chỉ thấy toàn kiến là kiến, không kẻ hở nào luôn ấy. Bọn chúng vây quanh rồi kéo miếng thịt đi khắp nơi, còn lũ rán vốn là loài ăn tạp, nên chúng chẳng ngán miếng mồi nào, đến là trụng hết vào bụng luôn. Kiến đã hoàn thành bữa ăn trong vòng 1 giờ 40 phút, đây là sản phẩm đầu tiên mà bọn nó ăn sạch sẽ xong trước lũ rán, kết quả khá thú vị và bất ngờ ấy nhỉ. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cho toàn bộ số rán và kiến này gặp nhau? Không chần chừ anh Tây Ba Lô đã chia vạch, rồi đổ toàn bộ số rán vào bên trong hộp kiến. Bún nghĩ cuộc chiến tranh ác liệt sắp diễn ra rồi. Sau khi hòa làm một những con rán hoảng loạn đập điên cuồng lên đầu những con kiến, bên phía đàn kiến cũng đã phun ra chất axit nồng nặc để cảnh cáo kẻ xâm phạm. Có vẻ như lũ kiến thất thế nghiêm trọng, xác chúng trải đầy sàn, tuy là loài chiến binh hung hãn nhưng với số lượng rán nhiều như vậy, bị chúng đè đầu cưỡi cổ dẫm đạp thì sức mấy mà chịu nổi. Tưởng chừng kết quả đến đây đã rõ, nhưng không, mùi axit của lũ kiến xuất hiện từ phía trên một cách đột ngột, làm chúng hoảng loạn giải tán và tản ra xung quanh. Những con kiến còn sống đã tập hợp lại, để báo thù cho những người anh em đã hy sinh của mình. Sau một ngày trôi qua thì thật ngạc nhiên, những con kiến còn sống đã vây lấy nhau tạo thành một hòn đảo nhỏ giữa lòng rán, đàn rán thiệt hại khá nhiều và không dám tấn công lũ kiến nguy hiểm này nữa. Một cuộc chiến không thể phân thắng bại, không nên coi thường đối thủ phải không các bạn? Tối qua trong lúc nhặt lá đá ống bơ thì anh Bổn đã bị những con muỗi tấn công, quan sát nó cũng thú vị nên anh Bổn đã múc ngay em nó về nhà, cho vào cái hốp nhỏ này để làm một vài thí nghiệm nhỏ. Con muỗi này đã no say rồi các bạn, bụng nó căng tròn đầy ụ máu của anh Bổn. Khi thả con nhện và muỗi chung một chỗ, con nhện vồ lấy con muỗi trong một nốt nhạc, hên là con muỗi né nhanh, tí không là toi mạng luôn rồi. Lần đầu hơi hậu đậu vụng về, thử lại phát nữa xem có trúng không nhé, ô rất dứt khoát và nhanh gọn, con muỗi đã được con nhện ôm vào lòng. Nó đang dùng đôi mắt đen to tròn xoe nhìn bún kìa các bạn, tự dưng thấy cũng đáng yêu, con nhện có vẻ không thích phần bụng đầy máu me của con muỗi nên đã cắt ngang và chỉ gặm đi phần đầu mà thôi. Nó bỏ lại cả phần đầu luôn rồi nè, không biết vì nó e ngại khi Bổn ở gần, hay tại vì nó thật sự không thích ăn phần này nhỉ. Giờ chuyển sang một em nhện hơi màu mè này nhé, xem nó có thưởng thức con muỗi đầy ụ máu trong người như này không. Con nhện này vừa nhìn hơi đáng sợ, những cánh tay màu trắng đầy cơ bắp rất dài, đưa con muỗi đến trước mặt, nó lập tức ôm lấy ngay. U là trời, các bạn nhìn cái mặt của con nhện này xem, kinh dị thật sự, nó hình tam giác, đã vậy còn vàng vàng thêm hai chấm đen nữa chứ.
cùng với bộ hàm siêu chắc khỏe. Dù không dùng PS, nó cắn phập vào chiếc bụng căng tròn máu của con muỗi, rồi cố hút máu trong đó. Chúng ta có thể quan sát rõ qua cái đầu con nhện, vì nó đã chuyển sang màu đỏ hơn so với lúc đầu. Một hình ảnh kinh dị thật sự, vừa nhìn qua bún tưởng con vật ngoài hành tinh nào đang cười không cơ đấy, ám ảnh quá đi mất thôi. Huyết sắc tố trên cơ thể con nhện đang nhấp nháy, nó sắp rút hết máu bên trong con muỗi rồi, đến khi bụng con muỗi chuyển sang màu trắng, nó mới chịu dừng lại. Con nhện này chỉ hút các chất bên trong con muỗi, rồi bỏ lại cái xác khi đã thưởng thức xong. Những loài động vật đều mang một diện mạo khác nhau, từ đáng sợ đến cả đến đáng yêu, mỗi loài có cách sinh tồn cho riêng mình. Đăng ký kênh Bún để tìm hiểu thêm nhiều loài thú vị nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Bún nhé. Nhớ cho Bún một like để làm động lực nhé. Bún yêu tất cả các bạn.